Xin chào cô chú anh chị nha. Sáng sớm shop Trường Loan có hai bà chị gái mới đến đây, không cầm ba lô túi sách xin thắp hương mà nhưng ngược lại là nhân viên của chị không lo không cho vào nha cô chú anh chị. Trừ khi có mặt Trường Loan cho phép mới nhân viên mới dám làm điều này nha cô chú anh chị. Thì sau đó là hai chị này đến thắp hương mà không thắp hương nha, chụp hình nè, chụp cái ngôi nhà số 5 nè. Đó, để em zoom xem gần gần nha cô chú anh chị các bạn xem nha. Đó, mà hai chị này đem túi sách đồ ghê tởm lắm, không biết là từ đâu đến ngoài đem túi sách nữa chụp cái bản shop của chị Hồng Loan cả nhà. Đó, thì mới từ sáng sớm mới từ vừa đến thì vừa về đi thì có hai chị này tới chứ chụp hình kỷ niệm ha, làm gì đây. Nói chung là em không có hỏi để quay hình ảnh cho cả nhà thôi. Thì được cái sự cho phép của chị Hồng Loan mới cho vào. Để em quay cho cô chị chia sẻ cho cô chú chị nha. Hai chị này nha. Đứng lần trước đổi là ngồi bên trong nữa. Đó, hai chị đứng trước rất là lâu. Sau đó là hai chị vào người trong mua mua đồ mua hàng để coi thấy mấy chị thì nói chung về trên đời của chú chị cũng có nghiệp xấu người tốt của chú chị, cho nên là mình cứ ghi hình đi để thử cập nhật tình hình buổi sáng sắp dùm lo như thế nào ha. Để đôi khi những trường hợp mới giả dạng này kia của chú chị hay cái ba ly của chị này. Đó, hai cái ba ly nè cô chú anh chị, một giờ vừa bên trong rồi.
Xin chào hả chị nha. Má mấy chị ở từ đâu đấy thấy mang ba lô nhiều vậy? Đây cô chú. Chào chị. Đó, hai bà chị nè mang ba lô và đến đây đứng phía trước nhà rất là lâu, đúng vậy, đứng cực kỳ lâu luôn. Sau đó là hỏi gì đủ anh được nhân viên chịu lo lấy, sau đó hai chị này vào bên trong mua hai hộp kho bò, sau đó là bắt đầu là mấy chị chụp hình những tấm ảnh của chị Hồng Loan, có nó họ nói là rất hâm mộ chị Hồng Loan cho nên chụp cái tấm hình của chị Hồng Loan đó. Nhưng ngày sau rồi hai chị hiện tại là đứng ở chỗ này không biết làm cái gì của chú anh chị. Nói chung thì mình thời gian phút cuối của chú anh chị, đôi khi có người này người kia mình với giả dạng này kia chú, rồi sao mình biết được, chỉ người ta dục bùa ngải rồi xong là cũng ảnh hưởng đến chuyện Loan buôn bán. Thì hiện tại bây giờ thì Loan đang xuất hiện ở trong nhà. Hai bà chị này đó giờ dắt xe đi nha. Nói chung là hai người này hồi giờ em chưa thấy nha cô chú chị, không thấy xuất hiện với nhà chị Hồng Loan ha. Sau đó thì hai chị này vô trong mùa đồ thì thấy cái máy quay của em thì hai chị nó cứ đổi sắc mặt nha. Giờ ra đường rồi.